Cồn Cỏ là một hòn đảo đẹp ở biển miền Trung. Đây là hòn đảo được kiến tạo bởi núi lửa ngay giữa biển khơi. Với hệ thống động thực vật trên bờ dưới biển rất phong phú, có thể xem Cồn Cỏ như là một bảo tàng tự nhiên về địa chất, sinh thái, cảnh quan môi trường biển. Rừng cây xanh tốt, cây cối tầng tầng lớp lớp, nên Cồn Cỏ còn được mệnh danh là viên ngọc giữa biển xanh. Cồn Cỏ là một đảo nhỏ ở biển Đông thuộc tỉnh Quảng Trị, nằm ở vị trí 17 độ 10 phút vĩ Bắc và 107 độ 21 phút kinh Đông, cách đất liền khoảng 30 km. Huyện đảo Cồn Cỏ mới được thành lập nên Cồn Cỏ trở thành huyện đảo trẻ nhất và nhỏ nhất trong cả nước. Tuy nhiên, đảo có một tiềm năng rất lớn về du lịch, dịch vụ hậu cần nghề cá và thủy sản. Đảo có hình dạng khá tròn, một kiểu kiến tạo địa chất điển hình của núi lửa trên biển. Đảo Cồn Cỏ có diện tích khoảng 4 km vuông, chu vi 8 km, độ cao khoảng từ 5 đến 30 m so với mặt nước biển. Ở giữa đảo có một đỉnh đồi nhô lên với chiều cao 63 m. Đảo vừa là nơi tránh gió bão rất tốt trên ngư trường miền Trung, đồng thời cũng là trung tâm của cả ngư trường khu vực này. Mặc dù với diện tích không lớn, song đảo Cồn Cỏ lại chiếm một vị trí chiến lược án ngữ toàn bộ các phần bờ biển Trung Bộ, lại gần các đường lãnh hải trong nước và quốc tế. Do vậy, đảo có một vai trò lớn trong công tác phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc phòng các vùng lãnh thổ, lãnh hải. Hơn thế nữa, đây còn là một địa bàn quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của hệ thống đảo, hải đảo và vùng biển Việt Nam. Hết cá rồi, hết cá rồi. Rồi, hết cá rồi. Hành trình từ cửa Việt ra đảo Cồn Cỏ, tàu chạy mất khoảng 2 tiếng là đến nơi. Đảo Cồn Cỏ hiện ra xanh thẫm, dáng con hổ vồ ông mặt trời. Ở đây có cột đèn hải đăng cao 100 bậc, là nơi đặt đài radar quan sát của anh hùng Thái Văn A từng đứng quan sát máy bay, tàu thủy trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Suốt gần 30 năm qua, đảo Cồn Cỏ vẫn là đảo quân sự. Người dân không được ghé vào, trừ những người được phép viếng thăm hoặc ngư dân vào tránh bão. Đảo gần như bị lãng quên trong đời sống kinh tế thị trường. Mãi những năm gần đây, năm 2004, đảo Cồn Cỏ mới có quyết định chính thức thành lập huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Trị, nghĩa là đảo chính thức chuyển từ đảo quân sự thành đảo dân sự. Cồn Cỏ là hải đảo duy nhất ở thềm lục địa Việt Nam có hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Với định hướng phát triển để trở thành hòn đảo du lịch sinh thái biển hấp dẫn, trong tương lai không xa, đảo Cồn Cỏ sẽ là viên ngọc xanh, là điểm đến cho du khách trên biển Đông. Như các bạn đã thấy trên và hình ảnh trên phim, thì có thể nói rằng là Cồn Cỏ là một hòn đảo rất đa dạng về sinh học, và có thể nói có một môi trường tự nhiên còn hoang sơ và có nhiều khả năng để khai thác. Nếu nói về trên đảo đấy, diện tích rừng chiếm đến 74%, và có rất nhiều cụm rừng rất là đẹp và có những cây rất là đặc hữu của đảo Cồn Cỏ, ví dụ như cây bằng vuông, rồi cây phong ba và những cái loài cây thuộc quý mà ở chỉ có trên đảo, trên nền san hô mới có, như là dừa dại, cây dâu dâu chẳng hạn. Và đây là một cái cơ sở để rồi mà chúng tôi phát triển cái du lịch sinh thái rừng, đi những con đường dạo trong rừng, đi nghiên cứu về những cái loài gỗ và những cái nguồn gen đang còn quý hiếm ở trên đất liền. Hệ thực vật ở đây rất độc đáo, cây bằng vuông là một trong số đó. Đây là giống bằng rất lạ. Cây bằng vuông có hoa xòe to khi nở bằng bàn tay, hoa chỉ nở về đêm, có hương thơm nhẹ nhàng. Lính đảo khi đi tuần, gặp đúng lúc hoa bằng vuông nở là một dự cảm tốt lành. Đảo nhỏ nhưng vẫn có rừng, đồi tranh rậm rạp. Rừng trên đảo có những loài cây lạ mà chỉ ở nơi đây mới có. Ngoài ra còn có rất nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, với gốc to một người ôm không xuể, thân và lá giống cây ở trên đất liền. Tuy nhiên, quả lại to và nặng, đặc biệt còn có hình vuông.
Ở đây có đến hàng chục cây bàng cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Theo người dân Cồn Cỏ, giống bàng vuông này ở đảo Trường Sa cũng có. Có lẽ Cồn Cỏ cùng mạch đất với Trường Sa, mạch đất đảo Việt Nam liền một dải. Có người còn khẳng định đã tìm thấy giống bàng vuông trên đại ngàn Trường Sơn. Thế nhưng bàng vuông lại hiện hữu ở đây. Một điều lạ lùng nữa là nơi đầu sóng ngọn gió, mùa đông rét mướt, mùa hè ít mưa, nhưng bàng vuông vẫn nở xanh tươi, đơm hoa kết trái. Đảo nhỏ nhưng có rừng quanh năm xanh tốt, là loại rừng nhiệt đới với 3 tầng cây cỏ và dây leo, nên Cồn Cỏ thực sự là hòn đảo xanh 4 mùa. Ít ai nghĩ sau bao năm chịu đựng bom Mỹ mà rừng Cồn Cỏ vẫn còn xanh mướt đến tận ngày nay. Không chỉ có giống bàng vuông, ở đây còn có loài cây trò chỉ, vốn là loài cây sinh sống ở rừng trong đất liền nhưng cũng thấy xuất hiện ở đây. Người dân cho biết vào mùa thu khi những cây bàng, cây trò chỉ chuyển màu đỏ ối càng điểm thêm cho vẻ đẹp của đảo. Vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ đã được các cơ quan nghiên cứu khoa học đánh giá là một trong những hệ sinh thái biển có mức độ đa dạng sinh học cao của Việt Nam. Cồn Cỏ là nơi hội tụ của nhiều hệ sinh thái điển hình vùng biển nhiệt đới, trong đó có hệ sinh thái dạng san hô, các bãi đẻ của nhiều loài hải sản quý, có giá trị kinh tế cao và những loài đặc hữu. Đảo Cồn Cỏ còn được biết đến bởi nhiều loài san hô, trong đó có loài san hô đỏ mà chỉ ở Cồn Cỏ mới có. Anh Võ Song Hoành là thợ lặn và thăm dò địa chất ở vùng đảo Cồn Cỏ cho biết, so với các vùng đáy biển khác thì biển ở Cồn Cỏ có dạng san hô tuyệt đẹp. Từ độ sâu 8 đến 10 mét, san hô chiếm 45% diện tích đáy biển. Có nhiều khối san hô rất lớn và sự phong phú đa dạng sinh học cao. Quần đảo đấy thì chỗ nào cũng có lăn tới cả đó. Sâu có, rồi cạn cũng có. Mà đặc biệt là vùng này là dạng rạn san hô của đảo Cồn Cỏ này là nhiều chỗ là rất đẹp. Có nhiều chỗ rất đẹp, có loài là san hô đỏ, san hô đen, rồi có loài là từng gừng, gọi là từng gừng, thì loài là gọi là loài xương rồng. Dạng san hô là mỗi nơi một khác, nhưng chỗ mà dòng nước chảy á, các mũi mà dòng nước chảy là san hô khác, san hô đẹp hơn. Dạng san hô là, nói chung là sinh vật biển là phong phú hơn các chỗ nước chảy, nhưng mà các chỗ nước mà ít chảy, nước vinh, nước đông á là ít hơn, nhưng mà cũng nhiều loài cá rất đẹp, ví dụ như cá sung này, cá mú này, cá bò này, rồi cá suốt này, rồi cá mao này, rồi là nhiều thứ cá, cá giói, rồi cá chim, nhưng đặc biệt nhất là cá chim. Cá chim thì món ăn là đặc sản đó, đặc sản của đảo Cồn Cỏ này, về cua thì nhiều thứ cua. Vẻ đẹp dưới biển Cồn Cỏ thật khó để tưởng tượng qua lời kể của anh Võ Song Hoành. Chúng tôi, những người thực hiện bộ phim này, quyết tâm học lặn và đưa máy quay phim HD xuống nước. Sinh vật đầu tiên mà chúng tôi quay được là con hải sâm đen, to bằng đầu ngón chân. Đây là loài còn khá nhiều ở quanh đảo Cồn Cỏ, rất có giá trị, vừa là vị thuốc quý, vừa được món ăn đã được xếp hạng. Do mới tập lặn nên chúng tôi chỉ quay được ở những vùng biển gần bờ có độ sâu từ 1 đến 3 mét. Ở độ sâu này rất ít cá, còn san hô cũng không đẹp. Lòng biển ở đây trơ ra những đá và sỏi. Không hài lòng với những cảnh quay được ven bờ, chúng tôi thuê thuyền và thợ lặn ra khơi để có những thước phim phản ánh toàn diện hơn về vẻ đẹp dưới biển Cồn Cỏ. Để quay được dạng san hô đẹp, phải ra vùng biển có độ sâu từ 10 đến 15 mét. Gạch được đeo vào người. Để lặn sâu, thợ lặn đều đeo thêm khoảng 10 kg gạch hoặc chì để giúp chìm tốt và ổn định ở dưới nước. Dây thở sẽ giúp cho thợ lặn có đủ oxy dưới nước. Máy nén khí sẽ bơm oxy cho thợ lặn.
Máy quay cầm tay được gia cố để chịu nước. Máy quay gắn trên trán cũng được cột chặt. Em chỉnh góc mày tí. Đấy, đẹp đấy. Rồi, tốt rồi. Đấy, cái này em kéo xuống đây, cái này là rất chắc rồi. Rồi. Anh có cảm thấy chặt hay là lỏng không? Vừa chưa? Vừa đấy. Vừa thoải mái chưa? Anh đeo tai này có được không? Được. Nhá. Anh cứ giơ như này nhá. Anh cứ giơ này, thực ra chỗ này nó có màn hình. Nhưng mà anh nhìn ở dưới nước nó lấp loáng sợ khó nhìn. Thì em bảo anh cứ giơ này cách cái từ cái chỗ máy này đến cái vật mà anh quay ấy là cứ 50 phân cho em nhé. Dí sát kìa. 50 phân nhé. Thì em chỉnh máy ở đây em chỉnh 50 phân luôn rồi. Anh Hoành là thợ lặn chuyên nghiệp nhưng lại không phải là quay phim chuyên nghiệp, sẽ giúp chúng tôi những cảnh quay ở độ sâu hơn 10 mét dưới đáy biển. Tất cả đã sẵn sàng, giờ thì xuống nước. Quả thật biển ở đây tuyệt đẹp. San hô, rong, tảo, đủ màu sắc hiện ra. Con cá trốn trong dạng san hô này, theo tên gọi địa phương là cá nàng tiên. Ở đây còn có rất nhiều loài cá khác như cá thia, cá mú, cá sùng v.v. Hệ san hô ở đây cũng khá phong phú do ít bị tàn phá so với vùng gần bờ. Theo kinh nghiệm của các thợ lặn, thường thì ở những vùng biển có dòng chảy, san hô và cá sẽ đa dạng hơn rất nhiều. Điểm hôm nay mình quay đó là gọi là tù bạc, mũi tù bạc. Còn đặc điểm ở chỗ đó là nước không được xiết lắm, không dòng chảy ít hơn, nước vịn. Thế ra các cái loài cá mà đẹp ấy, là hơi bị. Chứ còn như các cái chỗ khác nước có dòng chảy của nước có thủy triều ấy, là cá đồ nhiều hơn, các nhiều loài chủng loài hơn, nhiều loài đẹp hơn. Nhưng riêng ở tù vạc đó thì hôm nay mình quay đó thì ở tù vạc là đặc biệt nhất là cá nàng tiên, cá thia, rồi cá mú, cá sùng, nhiều chủng loài nhất. Như rong biển thì nhiều loài rong, rong hạt, rồi rong mềm, rồi rong cứng, có nhiều loài, rất nhiều loài. Nhưng mà riêng đặc biệt nhất là các ở chỗ mũi nôm á, dân ở đây gọi mũi nôm á, là mũi nôm là coi như là các cái rạn san hô là đẹp mê hồn luôn, đẹp mê luôn. Các cái hang đồ như nhìn như hang động trên núi đó, như ngay ở mũi nôm nhiều rạn san hô là vươn ra như như như
các cái hang đồ dưới biển như hang động nữa, đẹp lắm. Đặc biệt là Cồn Cỏ, qua các nghiên cứu thì có thể nói rằng là có một cái hệ san hô tương đương với rừng ở trên đảo. Ta hay nói cái cả rừng san hô thì diện tích chiếm khoảng 50%. Và hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện cái dự án bảo tồn biển với khoảng trên 4.500 hectare cái bảo tồn biển, và có những vùng bảo tồn nghiêm ngặt để đảm bảo cái hệ san hô này nó đảm bảo nó là ngôi nhà của các cái loài cá. Còn về thủy sản thì có thể nói rằng là như các bạn biết thì Cồn Cỏ là một cái điểm nằm ngoài cửa vịnh. Nó là cái điểm giao thoa giữa các dòng chảy Bắc Nam Đông Tây. Và chính giữa cái giao thoa này thì thường là giao thoa dòng nước thì giao thoa các cái loài hải sản. Và quanh đảo đây thì đây là cái ngư trường con hổ rộng khoảng độ gần 9.000 km vuông. Cho nên là có thể nói rằng là có một cái nguồn lợi thủy sản với cái sản lượng tương đối khá. Và cũng có nhiều loài rất là có giá trị kinh tế như là tôm hùm, như là cua đá, hoặc là như là các loài hải sản khác. Theo các nhà nghiên cứu sinh vật biển, đến nay đã phát hiện được tại Cồn Cỏ có khoảng 960 loài có giá trị trong vịnh Bắc Bộ. Thống kê tại vùng biển Cồn Cỏ có 113 loài san hô, 57 loài rong cỏ biển, 67 loài động vật đáy, 19 loài giáp xác, 224 loài cá biển khơi, 87 loài cá dạng san hô và hàng trăm loài thực vật phù du, nhóm loài động vật phù du, trong đó có nhiều loài hải sản quý hiếm có giá trị kinh tế cao. Bảo tồn và bảo vệ cái tài nguyên môi trường trên đảo thì chúng tôi xác định là một cái nhiệm vụ rất là cần thiết. Nó tạo tiền đề cho cái phát triển du lịch. Chính vì vậy mà trên bờ thì chúng tôi có quy chế bảo vệ tài nguyên môi trường. Với những cái động thái rất đơn giản thôi, tức là ví dụ không dùng củi để đun bếp. Hoặc là như các bạn biết là con cua đá là nó đã đi vào văn hóa của Cồn Cỏ, thì chúng tôi có những biện pháp hạn chế cái việc săn bắt và sử dụng. Rồi không được chặt cây ấy này khác, hoặc là khi một cây mà mất đi thì phải trồng lại một cây. Thì đó là trên bờ để đảm bảo cái môi trường sinh thái, với ít nhất là phải 70% diện tích rừng khi mà phát triển mật độ cao nhất. Cái thứ hai, trên biển thì chúng tôi quy hoạch thành hơn 4.500 hecta là bảo tồn. Thì trong đó có chia ra 3 khu: khu bảo tồn nghiêm ngặt, khu khai thác và khu phát triển. Và chúng tôi đã có những biện pháp như dùng phao, rồi thông báo rộng rãi và tổ chức cái việc tuần tra để rồi mà nhắc nhở cái việc vi phạm, để rồi mà cái san hô nó phát triển, rồi các loài rong biển nó phát triển thì cá sẽ đến với đảo. Tháng 4 năm 2010, tỉnh Quảng Trị đã ra mắt khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ. Đây là khu bảo tồn biển thứ tư của nước ta, sau khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, Cù Lao Chàm và Phú Quốc. Nhằm quản lý tốt hơn tài nguyên biển và môi trường biển, khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ được chia làm 3 phân khu: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu phát triển. Với lợi thế biển đảo chứa đựng nhiều sản vật, cảnh quan đẹp với những dạng san hô, đá ngầm và hệ thống rừng, thảm thực vật đa dạng, phong phú sẽ cho phép xây dựng đảo Cồn Cỏ trở thành một trung tâm du lịch đầy hấp dẫn. Bến nghè Cồn Cỏ. Đây luôn được coi là linh thiêng nhất trên đảo. Bến nghè ở đảo Cồn Cỏ vừa là nơi tránh bão của ngư dân vùng biển ngư trường miền Trung, nhưng nơi đây đã mấy lần có xác cá ông voi dạt vào. Nhân dân trên đảo quan niệm cá ông voi là loài linh thiêng nên làm lễ chôn cất. Ở đây còn là nơi trú ngụ cho những linh hồn siêu bạt không về được đất liền khi biển giận dữ. Đứng trước hàng cây phong ba che chắn gió bão,